Một vài cách có thể giúp bạn tập trung khi học tập. Chưa quên tình cũ thì mình chia tay. Đỡ đâu anh xin nhận hết một mình anh mang. Chúc em luôn luôn hạnh phúc cạnh người em yêu. Anh sẽ luôn cần tươi dù thấy em cần người. Mơ đêm nay khi em yêu ra đi, ôm bao đau thương một mình. Đây là cách mình cải thiện sự tập trung. Ở đây có bạn nào hay bị mất tập trung lúc học bài như mình không nhỉ? Đặc biệt trong mùa dịch học online như này nữa ấy, điện thoại, máy tính lúc nào cũng cập kề. Dù là tự răn đe bản thân rất nhiều lần rồi ấy, nhưng mà vẫn ngỡ quen đường cũ. Mình cũng thử áp dụng rất là nhiều cách để cải thiện. Và đây là các bước mình áp dụng trong vòng 2 tháng trở lại đây và có hiệu quả thực sự luôn nha mọi người. Mình sắp xếp các bước theo thứ tự lúc mình học luôn để mọi người tiến theo dõi nha. Thứ nhất, chuẩn bị trước những đồ mình sẽ cần. Có ai như mình không kiểu ghét nhất cảm giác mà mình đang trong mood học bài nhưng thiếu cái nọ cái kia xong sẽ đi lấy. Rồi lúc quay trở lại thì không giữ được sự tập trung từ đầu nữa. Thế nên mình thường chuẩn bị trước những đồ mình sẽ cần như là nước, sách vở để lúc mình cần thì sẵn luôn. Thứ hai, niêm phong máy tính hoặc điện thoại. Cái này quen thuộc nhưng cũng cám dỗ nhất đúng không mọi người? Trên máy tính thì mình thường dùng Stay Focus mà mình đã hướng dẫn ở clip phía trước rồi. Còn điện thoại thì mình dùng Uplock. Mình thấy cách mà để điện thoại sang người đối với mình nó không hiệu quả lắm. Vì đối với mình ý, thì càng để sang người, mình là càng nghĩ tới nó, không hiểu luôn ý. Thứ ba, không nghe nhạc. Đây chắc là cách thay đổi mình nhiều nhất. Có nhiều người nghe nhạc giúp họ tập trung hơn. Nhưng mà đối với mình thì lúc nghe nhạc mình thường bị phân tán rất là nhiều. Dù mình đã nghe nhạc không lời hoặc cả tiếng ồn trắng rồi. Thế nên mình chỉ nghe nhạc lúc mà thư giãn thôi. Còn học bài thì mình học chay. Hơn nữa luyện tập trung chay cũng là một cách để mình rèn sự tập trung khi mà đi thi. Bởi vì đi thi cũng không có nhạc ấy. Nếu như mà mình nghe nhạc quen rồi thì lúc vào phòng thi mình sẽ có cảm giác bị phụ thuộc. Thứ tư, đứng dậy rời vị trí. Lúc nào mình nhận thấy bản thân có dấu hiệu là mất tập trung, kiểu đang giải toán mà nghĩ tới cái khác, thì mình sẽ đứng dậy, cử động nhẹ nhàng rồi tiếp tục học. Với cách này giúp mình thoát khỏi tình trạng sao nhãng và quay về trạng thái lúc đầu rất là nhanh. Chỉ với các bước trên nhưng mà mình thấy sự tập trung của mình cải thiện so với lúc trước rất là nhiều luôn ý. Còn các bạn đã áp dụng phương pháp gì để cải thiện sự tập trung, chia sẻ với mình ở phía dưới nha. Mình là Linh đi học. 언제부터 네가 남자로 보여 어느새 얼굴이 화끈거리고 행동 하나하나가 조심스러워지는데 넌 어때 언제부터 난 너밖에 안 보여 어느새 내 마음을 숨길 수 없고 너의 하나하나가 사랑스러워지는데 넌 어때? Có nhiều người hỏi mình rằng làm sao mình có thể học trong một khoảng thời gian dài mà không cảm thấy mệt mỏi hay mất tập trung. Hello mọi người, mình là Hạc, sinh viên y dược Mỹ và sau đây là những cách mình đã áp dụng để tăng sự tập trung trong quá trình học tập của mình. Tip đầu tiên, mọi người hãy cố gắng cất đi những thứ làm mình bận tâm như là điện thoại, iPad, đặt ở chế độ không làm phiền hay là dùng những ứng dụng giúp tăng độ tập trung khi làm việc. Một app siêu dễ thương mọi người có thể tham khảo đó chính là Study Bunny. Sau khi hoàn thành xong khoảng thời gian học tập bạn đã đề ra, app sẽ tặng bạn những củ cà rốt để mà có thể trang
trí cho bên này của bạn, rất là dễ thương luôn. Cách thứ hai, hãy áp dụng phương pháp học Pomodoro để có thể phân bổ thời gian học nghỉ thật là hiệu quả. Dạo gần đây mình cũng có sắm cho mình một chiếc đồng hồ bấm giờ. Từ khi mình có em này, mình cảm thấy khả năng tập trung của mình cao hơn vì mình không phải phụ thuộc vào những thiết bị điện tử nữa. Thứ ba, hãy luôn luôn cung cấp đủ nước cho bản thân, vì nước chiếm tới 70% của não, cho nên việc cung cấp đủ nước cho cơ thể sẽ giúp bạn tập trung, tỉnh táo cũng như sáng tạo hơn. Và hãy nhớ bấm follow mình để có thêm nhiều tip bổ ích nha. Hẹn gặp lại mọi người. 4 cách giúp bạn tập trung khi học tập và làm việc. Alo, Bi nghe đây. Bi đã cải thiện sự tập trung bằng những cách sau. Đầu tiên, cách ly điện thoại và mạng xã hội. Điện thoại hay mạng xã hội là tác nhân khiến chúng mình mất tập trung hoặc kéo dài trì hoãn. Nếu như bạn muốn tập trung, bạn cần phải cách ly bọn chúng ngay. Các bạn cũng có thể sử dụng Google Extension Forest, một công cụ hẹn giờ giúp chúng mình cai nghiện mạng xã hội, tăng độ tập trung trong học tập. Thứ hai, nghe các tiếng ồn trắng. Tiếng ồn trắng hay còn gọi là nhạc trắng từ lâu được khoa học chứng minh có thể giúp con người tập trung hơn. Các bạn có thể sử dụng tiếng ồn trắng trong lúc học tập và làm việc, vừa tăng sự tập trung vừa giúp thư giãn, giảm stress. Thứ ba, không multitasking. Mình đã từng cố gắng làm nhiều việc cùng một lúc để tiết kiệm thời gian, nhưng thậm chí mình còn tốn nhiều thời gian hơn, hiệu quả công việc cũng không hề cao. Multitasking hay làm quá nhiều việc trong cùng một thời gian có thể gây ra những hậu quả lâu dài đến chức năng của não bộ, giảm khả năng tập trung, trí nhớ và cả khả năng chuyển đổi các công việc khác nhau. Bỏ ngay đi nha, nếu không muốn bộ não của mình bị mệt mỏi. Thứ tư, nghỉ giải lao thường xuyên. Các bạn có thể sử dụng phương pháp Pomodoro, một phương pháp quản trị thời gian để nâng cao tối đa sự tập trung trong công việc, với 25 phút làm việc và 5 phút nghỉ ngơi. Phương pháp này sẽ huấn luyện bộ não của bạn tập trung làm trong một thời gian ngắn, tạo động lực để bạn hoàn thành công việc cũng như thường xuyên được nạp lại năng lượng.